Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn của mình hợp phá từ game đầu tiên nhá. Let's go. Ok. Okay, let's go. Thank you.
Ok. Oh my god. Giờ hai lần nó đi luôn. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Mr. Smith. Rồi, và ở từ đây này thì các bạn sẽ phải hóa thân là một chàng trai, sau đó thì sẽ phải vào giải cứu cô gái. Cô ta đã bị ông ta rốt vào trong một cái lồng bằng gỗ và cô ta đã biến được thành mặt lợn rồi. Và bây giờ các bạn phải vào, sau đó thì sẽ phải nghiên cứu và gọi một ông bác sĩ đến và giải cứu cô ta thoát khỏi ngôi nhà của ông Mr. Smith này. Ok, ông ta rất là hung dữ luôn. Ok, đã đủ 3 món đồ. Xong, và mình phải tìm chiếc chìa khóa Green Key. Đây rồi. So let's go. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái thứ trong này. Đó chính là một găng tay. Let's go. Này có một đoạn dây, ok. Okay.
So let's go. I got you. Who is us? Don't make a noise. We'll get the other will show up. Mình sẽ phải lấy cái này để cho cô ta đi cùng mình. Không khi gặp ông Smith the Smith thì cô ta sẽ chạy mất dép mất. Ok, ra đây nào. Let's go. Let's go. Mr. Meat is a beast. When I saw what he did to Rebecca, I ran out of fear. I want one. Bring me the girl. Well, the little pig. 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 Yes. Yes. Let's go. Yes, that's it. That's it. Is another bit of that. No, very well. Come here, little pig. Drink this. Well, drink it. Drink it all. Yes. What? Yes. Am I transforming again? Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Rồi, chuẩn thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái thứ ba. Oh!
Ok. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ tư. Lux Ice Cream đi. Oh my god, bị bắt rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải rửa ông ta ra ngoài. Hoặc là mình sẽ phải đợi ông ta đi. Không thể chạy nổi. Ok, đã biến thành ông già bình thường rồi. Và bây giờ thì đi đâu tiếp rồi? Ông ta đang đi theo mình. Đó là đi sang đây. Trên tầng à? Oh my god. Mình phải lên trên tầng. Cứu được rất nhiều người ra rồi. Và nhiệm vụ tiếp theo là gì? Không ở trong này. Đây rồi. Một khẩu súng. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Let's go. Thank you.
phần này nó khác hơn phần kia một chút. Đó là cái cấu trúc của nó khác hơn. Nhưng theo mình nghĩ thì có thể nó là giống nhau. Bởi vì ông này vẫn là Ice Cream. Và ông ta vẫn có thể bắt được các bạn. Oh my gosh. Thế nào ông ta không trở lại trạng thái của người bình thường. Và đây là gì? Let's go. Đã dỗ được ông chàng này. Ok. Ông ta đã bị dỗ. Trên tàu mình sẽ kiểm tra lại xem. Đây rồi, trên tàu rồi. Phá hủy đây này. Boom. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Ice Cream 2. Rồi các bạn sẽ lắng thẳng vào người ông ta. Ok. Có điều tốc độ của tựa game này khi với cái iPad này của mình nó không phù hợp với nhau. Cho nên tốc độ đi của tựa game này rất khá là chậm. Sữa băng. Ok, let's go. Không có gì đây. Không có gì luôn. Tốc độ khá là chậm luôn, di chuyển rất chậm, nên không sao, mình sẽ cố gắng. Chiếc xe màu vàng, Alex Quick, rồi di chuyển bên nào, tránh gặp ông ta. Ha 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 ha.
một lọ nước hoa. Ok. So let's go. Sau đó các bạn sẽ phải tìm một tấm vé và tấm vé đó để các bạn vào ngôi nhà Dung El. Sau đó các bạn sẽ dùng lọ nước hoa đó trao đổi lấy một món đồ trong gốm ta. Ở đây di chuyển rất là chậm, có thể mình sẽ bị ông ta bắt. Và các bạn có thể lên trước ngôi nhà này lấy một món thức ăn, đó chính là thức ăn dành cho con mèo. Ở trong này có thức ăn của mèo. Đây rồi, cat food. Ông ta không đến đây. Mình đã đi xuống rồi. Và đây là hộp thức ăn dành cho con mèo. Có thể mình sẽ tìm luôn cái thùng rác này đi. Không có gì ở đây. Đây là tấm vé để các bạn vào ngôi nhà Dung El. Ở trong này thì các bạn có thể chơi đồ chơi trong này. Còn các bạn muốn làm nhiệm vụ tiếp thì các bạn sẽ phải đi lấy lọ nước hoa kia. Sau đó các bạn trao đổi với anh chàng này. Oh my gosh, đi rồi. Sau đó các bạn sẽ về xe lấy lọ nước hoa và trao đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Đó, và các bạn sẽ cất vào trong xe. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Ice cream bar. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ xuống dưới nhà. Let's go. Rồi lên xe thôi. Shopping center. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2 này. Ở đó có một cánh cửa và mở ra trao đổi lấy một không phải trao đổi mà là các bạn sẽ phải lấy một chiếc xe. Không hiểu sao tựa game Ice Cream đều bị lỗi tốc độ di chuyển như thế này. Đi rất là chậm luôn. Nếu mà mình đi thẳng thì nó rất là chậm và có thể sẽ không chạy được khỏi Ice Cream luôn. Một phiên bản iPad mới này thì mình đã đề cập với lại nhà xuất bản rồi nhưng mà chưa thấy hồi đáp gì hoặc là chưa thấy như thế nào. Mình sẽ phải đợi thôi để xem bản update mới xem như thế nào. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang lớn tiếp theo. Đó chính là cafe. Ở đây các bạn phải tìm một tấm bản đồ mà ông ta đang lấp ở trong giấu một trong ba cái túp lều này. Chắc là chắn ở túp lều bên này rồi. Chuẩn luôn. Ở gần đây.
hôm bữa nay. Góc trong rồi, chắc chắn là góc trong. Kéo đây rồi, ok. Rồi mình sẽ vào xe và lấy chiếc xẻng ra. Khi đào cái đó lên thì sẽ có một chiếc chìa khóa để các bạn mở cửa ở trên một cái chòi trên cây kia. Ok, xuống nào. Ở đây có một cô gái, các bạn phải gọi cô gái đó vào. Không biết ông ta đang ở đâu. Để xin giờ ông ta ra đây. Rồi, sau đó thì sẽ gọi cô gái kia về. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes. Oh my gosh. And I managed to jump. Okay? Oh my gosh. So okay, bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Granba and Granny Adventure. Này các bạn phải đi tiêu diệt một đội quân người ngoài hành tinh bằng người xưa, và càng tiêu diệt được nhiều thì các bạn sẽ càng có những thứ món đồ tiếp theo, và các bạn sẽ đi thẳng vào trong này, sau đó thì cuối cùng sẽ được giải cứu ông Granba này ra. Ok. Đây là vua. Làm ba đấu với vua. Rồi mình sẽ vào đây nhặt món đồ. Oh my god. Rồi xử lý thôi. Ok, gặp anh chàng nào là chiến anh chàng đó. Lấy hết các bạn đối thủ. Ok, let's go. Tiếp tục nào. Let's go. Chưa đập ra được.
khi tiêu diệt đủ khối lượng thì các bạn sẽ nhặt được một chiếc diều. Và chiếc diều này để các bạn phá này, và các bạn sẽ tiêu diệt tiếp đủ khối lượng, các bạn lại nhặt được một cái thứ khác. Đây là một tựa game cũng khá là dài, và tựa game này thì các bạn phải cẩn thận, nếu không thì các bạn sẽ bị đánh và ngất đi. Đó, ok, cứ thế thôi và tiếp tục. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.